chữa cái phần là phần este, chống liệt este. À, phần chống liệt este của chúng ta thì có tổng cộng là 5 gần 60 câu. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu chiến đấu nhé. Câu số 1 đề 2016 ạ. Chất X có công thức cấu tạo là, thì tên gọi của chất X là gì? Nào cả nhà ơi. Chất X có công thức cấu tạo, tên gọi của X là gì? Thế mình nhìn nhá. Anh này là gì? Metin. Đúng không? Anh này là metin. 1 2 3 thì nó là propionate, metin propionate. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu số 2 ạ. Etin acetat thì có công thức hóa học là gì ạ? Ở đây là đề minh họa năm 2017 lần số 2, đề bài hỏi chúng ta là etin acetat có công thức hóa học là gì ạ? Cả nhà cùng comment đáp án xem etin acetat công thức hóa học là gì ạ? À, thì xin nhắc lại là đây là cái buổi học của chúng ta về là chống liệt hóa, chống liệt hóa phần chương este lipid ạ. Đây là những câu hỏi dễ thích hợp với những cái bạn bị mất gốc ạ, của lớp 12 ạ. Etin acetat ạ. Etin acetat, chỗ này là metin acetat, chỗ này là etin acetat. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 3. Số este có công thức phân tử là C4H8O2 ạ. Số este có công thức phân tử là C4H8O2. Ở đây chúng mình sẽ phô ra cái chiêu skill của chúng mình cực kỳ kinh điển luôn. C4H8O2. Đề bài hỏi chúng ta là C4H8O2 đúng không? Vậy thì mình đưa về dạng gì ạ? R1COOR2. Đúng không ạ? R1COOR2 thì mình có là R1 cộng R2 thì bằng 4 trừ đi 1 thì còn 3. Đúng chưa? Vậy mình có là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 có 1, 1, 1, 1, 1, 3 mình có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Ok ạ. Vậy mình tổng cộng có 4 nhá. Tổng cộng mình có 4 đồng phân. Ok, đáp án đúng là đáp án C ạ. Chúng mình nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn không hiểu cái chỗ phần này để làm. Thì bạn nào không hiểu thì hoàn toàn inbox cho fanpage của chúng mình nhá. Được chưa? Để chúng mình gửi video cho hướng dẫn hoặc rất đơn giản thôi. Cả nhà cùng lên YouTube search đồng phân siêu nhanh sẽ nhìn thấy chúng mình dạy cái video đấy để chúng ta sẽ hiểu cái cách làm như này như nào. Ok ạ, sang câu số 4 ạ. Câu số 4. Sao băng hóa CH3COC2H5 trong dịch náo mắt đun nóng thì thu được muối có công thức là gì? Sao băng hóa CH3COC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng thì thu được dung dịch muối có công thức là gì? Thế này tác dụng với NaOH đúng không ạ? Thì có phải nó thủy phân để nó tạo thành gì? CH3COONa đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. CH3COONa rất là dễ ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh Myelin ạ. Hãy share lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tăng tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 5 ạ. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metilic và ancol propylic. Acid propylic đây 1 2 3 OOH cộng với ancol metilic là CH3OH thì nó sẽ tạo thành là 1 2 3 COO CH3. Tên cháu này là metin propionate ạ. Metin propionate, đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Chất béo là trieste của axit béo với gì ạ? Chất béo là trieste của axit béo với glycerol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Câu số 7 ạ. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Thì công thức của chất béo thì nó là trieste của axit béo với lại glycerol. Đúng chưa? Vậy thì nó phải là gì ạ? Trieste nó phải có 3 đúng không? Đây este đơn chức vứt, đây este hai chức vứt. Đơn chức vứt đây trieste của glycerol và axit béo. Được chưa? Anh này còn có tên gọi là triolein. Triolein cả nhà nhớ nhá. Câu số 8 ạ. Để xà phòng hóa chất nào sau đây thì thu được glycerol? Xà phòng hóa chất nào sau đây thì thu được glycerol thì nó phải là xà phòng hóa thắng chất béo. Đúng chưa? Thế thì benzin acetat đây nhá, chúng ta cùng viết nhá. Benzin acetat là CH3COO CH2 C6H5 thì tuyệt đối anh này không bao giờ thu được glycerol, đúng không? Methylformate là HCOO CH3, cháu này cũng tuyệt đối không bao giờ thu được glycerol, đúng chưa? Methylacetate là CH3COO CH3, cháu này cũng tuyệt đối không bao giờ thu được glycerol, vứt nốt. Vậy ở đây thu được glycerol chỉ có cháu tristerin mà thôi. Tristerin là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5 thì cái thằng cháu này mà tác dụng với NaOH là phản ứng xà phòng hóa thì mình thu được C17H35COONa cộng với lại
C3, H5, OH tất cả 3 lần ạ. Đấy, vậy là chúng ta thu được glycerol. Vậy đáp án đúng của chúng ta, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Sorry ạ, chỗ này là tristerin ạ. Mắt chú mình bị lé, tristerin ạ. Thank you cả nhà nhá. Chú mình bị lỗi các bạn ạ. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử là C3H6O2 ạ. Có bao nhiêu đồng phân este ứng với công thức phân tử là C3H6O2 ạ? Bao nhiêu ạ? Đây là trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đấy ạ. Đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 ạ. Bao nhiêu đây? R1 cộng R2 lúc này là bằng 2. Mình có 0 cộng 2 và 1 cộng 2, 1 0 1 2 chỉ có 1. 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Thấy chưa? 1 cộng 1 bằng 2, vậy thì chúng ta có hai đồng phân. Đáp án đúng đáp án A. Bạn nào không hiểu cái chiêu thức này thì hoàn toàn lên YouTube search đồng phân nhanh Minh Myelin là sẽ ra nhá. Ok ạ, mình sang câu số 10 ạ. Câu số 10 đáp án gì ạ cả nhà? Gì ạ? Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc ạ? Thì este để điều kiện phản ứng trắng bạc nó phải có đầu HCO đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. HCOCH3. Ok ạ. Câu số 11. Câu số 11 ạ. Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, công thức của triolin là gì ạ? Công thức của triolin là gì ạ? Ok, cảm ơn tất cả nhà đã đang ủng hộ buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp thầy test các bạn bị mất gốc ở đây ạ. Ok ạ, câu số 11 ạ. Cả nhà cùng comment đáp án nhé. Câu số 11 nào. Công thức của triolin ạ. Triolin thì nó phải đi từ axit triolic đây. Đây, triolin đây có luôn này. C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Vậy nó là gì đấy? C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 12. Este nào sau đây tác dụng được với dung dịch nào hóa thủ được ancol metallic? Vậy là nó là phản ứng thủy phân đúng không? Trong này không, bởi ancol metallic là CH3OH. Đúng chưa? Anh này thủy phân thì thu được CH3OH này. Anh này thu được C3H7OH vứt này. CH5OH vứt này. CH5OH vứt này. Vậy CH3OH đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Cả nhà cùng comment đáp án mạnh mẽ nhá. Câu số 13. Khi thủy phân tristerin cho môi trường axit thì thu được sản phẩm bằng gì? Đây tristerin ạ. C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Nhìn rõ chưa? Tristerin. Đấy, vậy bây giờ mình viết phương trình đúng không ạ? C17H35COO tất cả 3 lần C3H5 mà thủy phân trong môi trường axit mũi tên hai chiều H cộng thì mình thu được C17H35COOH cộng với C3H5OH tất cả 3 lần. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? C17H35COH và glycerol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok ạ, rất là dễ rồi cả nhà. Câu tiếp theo ạ, câu số 14 ạ. Số nguyên tử carbon trong phân tử ethyl format. Ethyl format thì bắt nguồn từ đâu ạ? Bắt đầu từ đây. HCOOC2H5. Hay mình viết gọn ngắn gọn lại của nó sẽ là C3H6O2. Vậy số nguyên tử carbon là có mấy ạ? 3 carbon đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, ok, cảm ơn tất cả nhà đã và đang ủng hộ thầy. Hãy comment đáp án thật là nhanh lên ạ. Câu số 15 ạ. Câu số 15 ạ. Các loại dầu ăn. Các loại dầu ăn như dầu lạc, dầu cọ, dầu vừng, dầu ô liu thì đều có thành phần chính là. Thì các loại dầu ăn này thì đều có thành phần chính là chất. Chất gì ạ? Chất béo. Chính xác ạ. Đáp án đúng đáp án C. Câu số 16. Ethyl propionate là este có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl propionate là gì? Ethyl propionate propcoococ2h5. Vậy công thức của ethyl propionate là đây ạ. Đây ethyl propionate. Vậy hay nói cách khác nó là C2H5COOC2H5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 17 ạ. Thủy phân hoàn toàn phenin acetat. Thủy phân hoàn toàn phenin acetat. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn ethyl acetat và phenin acetat có công thức phân tử đây. CH3COOC6H5. Trong dịch náo hắt dư thì thu được natri acetat, đây thủy phân nhá. Thì quả mình thu được CH3COONa cộng với, đáng nhất là C6H5OH, nhưng C6H5 này tác dụng với NaOH để tạo thành C6H5ONa cộng với lại nước. Vì vậy nên thu được natri acetat và anh
C6H5ONa. Rất nhiều bạn bị nhầm tô đáp án B, nhưng đáp án đúng của chúng ta nó phải là gì ạ? C6H5ONa. Vậy đáp án đúng là đáp án phải là đáp án A cơ. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án A cơ. Câu số 18 ạ. Đun nóng etin acetat với dung dịch kiềm thì thu được ancol là gì ạ? Đun nóng etin acetat với dung dịch kiềm thì thu được ancol là gì? Etin acetat là CH3COO C2H5. Đúng chưa? Đây là etin acetat này. Với dung dịch kiềm là NaOH. Thì có phải đây là phản ứng thủy phân hoàn toàn đúng không ạ? Thu được CH3COONa cộng với C2H5OH. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Gì ạ? Đây là ancol gì ạ? Ancol ethylic hay còn được gọi là ethanol. Ethanol, vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D ạ. Ok ạ, cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà kiểu có hiểu bài không ạ? Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chú Minh từ trước đến giờ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, với đây một buổi học free ạ. Câu số 19 ạ. Câu số 19. Este không có thể có công thức nào sau đây ạ? Este không thể có công thức phân tử nào sau đây ạ? Ôi, câu đấy rất là hay luôn ạ. Câu này hỏi về là este, cái này rất nhiều bạn là sẽ không hiểu ạ, không biết ạ. Este không thể có phân thức phân tử nào sau đây thì mình có là este no đơn chức đây. Đây đây đây, chúng mình có ghi chỗ này rồi. Đây đây đây. Công thức tổng quát của este đây ạ. No đơn chức là CnH2NO2. No 2 trước là CN2N-2O4 và một đôi CC đơn trước là CN2N-2O2. Vậy thì cái thằng mà có lượng hydro lớn nhất là lượng hydro gấp đôi carbon. Đúng không ạ? Được chưa? Lượng hydro lớn nhất là có gấp đôi carbon. Thế đây này. Đây là 4 thì đây là 6, nhỏ gấp đôi được. 2 thì là 4, gấp đôi được. 3 thì 6 gấp đôi được. Nhưng mà 4 thì đây là 10 ạ. Lớn nhất của hydro là gấp đôi carbon, thế mà gấp đôi carbon này là 8, thế mà đây là C4H10O2. Vậy sai là C. Ok ạ. Sang câu số 20 nào cả nhà ơi. Sang câu Sở Giáo dục Hưng Yên. Chất X tham gia phản ứng thủy phân. Chất X tham gia phản ứng thủy phân khi đốt cháy hoàn toàn X cho số mol CO2 bằng số mol nước. X thủy phân mà lại đốt cháy CO2 bằng số mol nước. Vậy chắc chắn X là este no đơn hở. Được chưa? X là este no đơn hở. Vậy loại bỏ đáp án A, loại bỏ đáp án B, loại bỏ đáp án C, bởi C không tham gia phản ứng thủy phân. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án D. D là este no đơn hở. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D nha cả nhà nha. Câu số 21. Thủy phân STX có công thức phân tử là C4H8O2. Trong dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ Y và Z. Trong đó tỷ khối của so với hydro bằng 16. Vậy ở đây mình có này, C4H8O2 mà thủy phân trong dung dịch NaOH dư, được chưa? Thu được anh Y và anh Z. Trong đó Y tỷ khối hơi so với hydro, vậy phân tử khối Y bằng 2 x 16 thì bằng 32. Và 32 thì nó chỉ có thể của anh ancol duy nhất là CH3OH mà thôi. Vậy Y của chúng ta là CH3OH. Do Y là CH3OH nên C4H8O2 nó sẽ là gì ạ? C2H5COOCH3. C2H5COCH3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 22. Câu 22. Một STX đơn chức có phần trăm khối lượng oxy thấp xấp xỉ bằng 36,36. Thế thì với cái câu này chúng ta bấm máy tính thử là dễ nhất nhá. Một STX đơn chức có phần trăm khối lượng oxy xấp xỉ bằng 36,36. Vậy để xem anh này nè. 16 x 2 bằng 32 chia cho 88 thì bằng 3 x 100. Ồ, đúng bằng 36,36 luôn ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A luôn. Ok. Câu số 23. Câu số 23. Sở Giáo dục Hưng Yên năm 2020 ạ. Đun nóng CH3COO C2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được là gì ạ? Đun nóng CH3COO C2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì anh này tác dụng với NaOH thì thu được CH3COONa cộng với C2H5 OH. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, CH3CONa và CH5OH. Câu 24. Vinyl acetat là tên gọi của chất nào sau đây? 24. Vinyl acetat là tên gọi của chất nào sau đây? Đây là vinyl này, acetat này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án. Đấy, vinyl acetat thì đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B, bỏ. Ok, rất là dễ luôn. Câu 25 ạ.
Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm thì được gọi là gì ạ? Phản ứng thủy phân este mà trong môi trường kiềm thì được gọi là gì ạ? Lưu ý là đây là đề bài yêu cầu là thủy phân este trong môi trường kiềm nhá, thì nó gọi là phản ứng xà phòng hóa, cả nhà chú ý. Đây là phần chống liệt hóa của chú Minh Myelin ạ, phần este lipid ạ. Chúng ta chia thành hai phần nhỏ, một phần hôm nay mà học những câu dễ, phần trong ta học hơn những câu khó khó hơn một chút ạ. Câu số 26. Trong cơ thể người thì chất béo bị oxy hóa chậm thành gì ạ? Trong cơ thể người thì chất béo bị oxy hóa chậm thành. Ui, câu này rất là hay luôn. Rất nhiều bạn bị sai ở câu này luôn. Trong cơ thể người chất béo thì bị oxy hóa chậm thành thành gì? Thành H2O và CO2. Rất nhiều bạn tô nhầm NH3 và CO2. Vứt. Chất béo chỉ có CH và O thôi nên nó không thể tạo thành NH3 hay có nitơ được, bỏ BCD. Câu 27 ạ. Liên trường Nghệ An năm 2020. 27 Liên trường Nghệ An năm 2020. Thủy phân este CH3 COO CH2 CH3 trong môi trường axit. Đây, thủy phân này trong môi trường axit thì mình sẽ thu được gì ạ? CH3 COOH. Đấy, thì thu được axit carboxylic CH3 COH. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Cả nhà cũng comment đáp án đấy ạ. Ok ạ, cảm ơn cả nhà. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 28, thủy phân tristearin. Thế thì cái việc mà quan trọng nhất là chúng ta phải nhớ được là tristearin thì công thức phân tử là gì. Thì ở đây mình có luôn ạ. Đây, tristearin ạ. C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Vậy, cháu nó là gì? Tristearin là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Thì cháu này thủy phân trong môi trường NaOH. Thì mình sẽ thu được gì ạ? Thủy phân hoàn toàn C17H35COONa cộng với C3H5 OH 3 lần. Vậy công thức là C17H35CONa. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 29. Câu 29. Thủy phân một triglycerid X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat C17H33COONa, natri stearat C17H35COONa và glycerol C3H5OH tất cả 3 lần. Ok chưa ạ? Ok ạ. Thế thì bây giờ có bao nhiêu triglycerid thỏa mãn tính chất trên? Thế giờ mình đặt đi, đặt C17H33 là số 1 thì C17H35 là số 2. Mình sắp xếp số vào cái mạch C3H5 này có 3 cái chỗ để cắm, đúng không ạ? 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2. Quan trọng là ở đây là thỏa mãn tính chất là thủy phân ra cả natri oleat và natri stearat. Thế nên 100% là nó phải có cả 1 và cả 2, nên chỉ có 1 2 3 và 4 mà thôi. 1 2 3 4, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 30 ạ. Câu số 30. Câu số 30. 30 ạ. Thủy phân 8,8 gam etinacetat. Etinacetat CH3 COO C2H5. Số mol là 8,8 chia 88 thì bằng 0,1. Bằng 200 ml dung dịch NaOH. Số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,2 thì bằng 0,04. Để tạo thành CH3 COONa, câu này rất hay thi ạ. Cộng với lại C2H5OH. Được chưa? Vậy thì ở đây mình có nhá, phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan thì đây là 0,1, đây là 0,04, vậy thằng muối này tính theo cái thằng mà nhỏ hơn 0,04. Được chưa? Vậy chất rắn khan chúng ta chỉ có là muối CH3CONa thôi. Mặc dù este dư này nhưng mà este nó không tạo thành chất rắn và nó sẽ bị bốc hơi. Vậy mình chỉ có là 0,04 nhân với 15 cộng 44 cộng 23 bằng 2,8 gam ạ. Đúng ạ, à, chỗ này thiếu 15 ạ. 15. 3,28 gam ạ. 3,28 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Ok ạ, cả nhà có hiểu bài không ạ? Ok ạ. Sau qua đây chúng mình giới thiệu cho cả nhà, đây là cái cuốn sách chống liệt hóa của chúng mình. Ở trong này có cái phần cực kỳ thú vị là lưu ý cần nhớ lưu lại kẻo quên, tóm tắt toàn bộ tất cả phần lý thuyết quan trọng nhất của từng chương ở lại bên trong cái cuốn sách này. Đấy, vừa nãy các cháu nhìn thấy là chúng mình sử dụng cái cuốn sách này cực kỳ kinh khủng. Hôm nay do đường truyền mạng nên có lẽ là chúng mình
Xin phép các cháu chúng ta nghỉ sớm buổi học của ngày hôm nay, chúng ta ở lại đây. Hẹn gặp lại các cháu vào các buổi sau. Chúng ta sẽ giải nốt cái câu 31 cho đến câu số 63 nhé. Ok ạ. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà nhé.